Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Minh Phụng Music. Trong tháng 10 này, Artesia Harmony đang được Minh Phụng Music bán tới khách hàng với mức giá vô cùng ưu đãi lên đến 25%, từ 10 triệu rưỡi giảm còn 8 triệu. Nào hãy cùng khui thùng để khám phá bên trong có gì nhé. Bắt đầu thôi. Cây đàn Artesia Harmony gồm có 2 thùng nhé các bạn, bao gồm một thùng chân đàn và một thùng thân đàn. Cùng mình khám phá bên trong thùng chân đàn Harmony sẽ có gì nhé. Đầu tiên là sách hướng dẫn lắp ráp chân đàn, kế tiếp là hai chân đàn thiết kế bằng gỗ cao cấp vô cùng chắc chắn và hộp ba pedal. Cuối hộp pedal các bạn có thể thấy thiết kế hình chữ nhật trên nền sơn đen, tạo vẻ cứng cáp và cho bạn cảm giác như đang chơi một cây piano cơ thực sự. Kết hợp với màu sơn vàng bóng tạo nên sự sang trọng, tăng vẻ thẩm mỹ cho cây đàn. Sau cùng là hộp ốc lắp đàn. Mình sẽ nói về công dụng của từng con ốc sử dụng cho từng bộ phận nào của cây đàn trong tập tháo lắp mà tụi mình sẽ làm sắp tới. Các bạn hãy bật chuông thông báo để đón xem nhé. Và đây là thùng thân đàn. Nhân dịp sale tháng 10, đàn hiện đang được Minh Phụng Music bán với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ 8 triệu mà còn được. Bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cây đàn có thương hiệu xuất xứ từ Mỹ, sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 131, 35, 13cm và có khối lượng là 14kg. Như trong video, các bạn sẽ thấy đầu tiên sẽ là giá nhạc bằng mica tạo vẻ sang trọng cho cây đàn. Kế tiếp là một tấm chắn sâu pedal và một tấm chắn sâu thân đàn. Nhân vật chính đây rồi, chính là cây Harmony của nhà Artesia. Lưu ý là cục adapter sẽ nằm ở bên trái thùng đàn. Nhìn tổng thể đàn có thiết kế hiện đại, mang nét cứng rắn không kém phần tỉ mỉ. Nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom và liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn nhé. Tiếp theo là sách hướng dẫn sử dụng giúp người chơi dễ dàng thao tác, tìm hiểu các chức năng khi hợp đàn. Cuối cùng là phí bảo hành nhạc cụ với chất lượng vô cùng uy tín đến từ Minh Phụng Music. Vậy là video đập hộp về sản phẩm nhà Artesia đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã xem kỳ này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những tập hay sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.